Xin kính chào quý vị và các bạn đã ghé thăm shop của đèn pin công suất lớn nha. Nếu như các bạn đang cần tìm một chiếc đèn pin đeo tráng với cái tiêu chí là cần nó gom sáng tốt dùng trong công việc đi săn, đi câu cá gì đó, cần nó nhỏ gọn để đeo cho nó được thoải mái, nó không bị nhức đầu và cần nó chống nước để nó bền thì đây sẽ là một sản phẩm lý tưởng cho các bạn đây. Trên tay mình đây là chiếc đèn pin D25V2. Với cái phiên bản này thì sử dụng hai con LED Osram P8 quang thông cực đại là 1336 lumen và nhiệt màu của nó là 6000 Kelvin. Đèn pin này sử dụng một viên pin 18650 và pin đầu lồi hay pin đầu bằng đều có thể sử dụng được, nó không có kén pin nha. Đây là những mẫu đèn pin đeo chán hiện tại bên shop mình đang có. Nó có phiên bản là 5 LED, 2 LED và 1 LED. Và với mỗi cái phiên bản này nó sẽ có những kiểu LED khác nhau cho những công việc khác nhau nữa nha các bạn. Và trên tay mình đây hôm nay sẽ là phiên bản 2 LED sử dụng LED all Frame B8. Và đợt này thì hãng đã nâng cấp cả bên trong lẫn bên ngoài luôn các bạn. Bên trong đèn pin cũng nâng cấp và bên ngoài cái vỏ hộp này cũng làm đẹp hơn rất là nhiều. So với hồi xưa thì cái hộp đơn giản như thế này, hộp nhỏ hơn và làm bằng bìa cà tông thì cũng đơn giản thôi còn đợt này thì hãng đã thiết kế hẳn một cái bộ hộp như thế này trông sang trọng hơn hẳn rồi bên trong đó thì mình sẽ mở cho các bạn xem chỉ có ba món đơn giản như thế này thôi giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là thông tin về sản phẩm rồi đây là sợi dây cấp sạc tay si kiểu tay si như các bạn một đầu a một đầu c cũng khá là ngắn thôi còn đây là cái thân đèn ở cái hộp thì cũng đã được lót chống sóc đầy đủ luôn và cái hộp này thì nó rộng rãi hơn rất là nhiều ha rồi bây giờ mình sẽ cho những cái phần mà không quan trọng mấy mình bỏ vào bên ở đây là cổng cấp sạc tai si thì cũng khá là ngắn thôi để qua quên luôn đây là giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là thông tin sản phẩm về cái thông tin của sản phẩm thì mình sẽ lướt nhanh qua các bạn có thể bao lại và xem nha rồi mặt bên đây rồi mặt bên đây nè đó các bạn có thể bao lại và xem cái thông tin của sản phẩm nha rồi bây giờ mình sẽ lướt qua để đỡ mất thời gian cho các bạn và đây là cái thân đèn nhân vật chính của cái video ngày hôm nay về cái thân đèn này thì được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vì nó thiết kế rất là tối giản gọn nhẹ độ bền cao chống nước tốt và thay pin cũng dễ dàng nữa cho nên là công việc mình có thể làm được liên tục và không bị gián đoạn mà cái quan trọng là chỗ này nữa các bạn chúng ta có thể đeo ngược được kiểu nào cũng được luôn đeo kiểu này thì quay cái chó đèn nó quay xuống rồi đeo kiểu này thì bẻ nó quay xuống như thế này rất là đơn giản còn cái tay mình bấm á, thì công tắc đôi khi nó sẽ nằm bên đây hoặc là bên kia thì các bạn có thể nhấn nhấn theo kiểu gì nè thì kiểu gì các bạn nhấn cũng chúng cái công tắc thôi nó không giống như những kiểu ở trên này ha và kiểu thiết kế như thế này mới gọi là gọn nhẹ nhất còn cái kiểu nút bấm trên đây thì thường thường kích thước nó rất là to rồi bây giờ mình sẽ tháo cái đèn này ra cho các bạn xem nha thì cái bát này nó được làm bằng nhựa nha và nếu như các bạn sử dụng mà bị gãy á, thì các bạn có thể mua cái bát này rời cũng có và sau một thời gian khoảng 1 năm, 2 năm gì đó và các bạn sử dụng mà cái dây này nó bị giãn thì các bạn mua lại cái dây này cũng dễ nữa. Các bạn cứ alo shop mình sẽ có hai cái món này cho các bạn nha. Các bạn muốn mua cái này không cũng được, muốn mua cái này không cũng được luôn nha. Tiếp theo mình sẽ nói về cái thân đèn pin này thì cái thân đèn pin nó sẽ có một số điểm nâng cấp rất là đáng tiền. Thứ nhất là về cái cổng sạc micro USB á, hồi xưa là cổng micro bây giờ nó đã, đã nâng cấp lên cổng Type C rồi. Cái cổng này thì nay đi tìm rất là dễ dàng, nó đã phổ thông rồi hầu như là điện thoại bây giờ đa số là cổng tai si hết rồi và cái đèn báo hiệu hồi xưa nó sẽ nằm ngay bên hông này nè nay nó đã được tích hợp luôn ngay trên nút bấm luôn cái nút bấm này nè hồi xưa nó là nút bấm màu xanh lá nay nó đã đổi sang nút bấm màu đen nhưng mà bên trong này vẫn có đèn màu xanh và màu đỏ để báo trạng thái sạc và trạng thái của pin nha rồi bên đây sẽ là một cái nắp để mình mở ra mình thay pin mà cái nắp này đó các bạn nó đã được tích hợp bên trong này một cái 500 siêu cường để chúng ta có thể cố định nó lên trên những cái vật bằng bằng sắt như thế này nè đấy rất là tiện lợi luôn dùng để sửa chữa hay là báo hiệu gì đó khi mà mình sửa chữa ô tô giữa đường hoặc là đi cắm trại du lịch giả ngoài gì đó hoặc là dùng trong những công việc cúp điện nè sửa chữa điện gì đó trong nhà mình cũng cần có cái tính năng này rất là hay luôn còn nói về cái độ bền của đèn pin này thì mình cực kỳ tin tưởng luôn các bạn. Không phải là mình là người bán hàng thì mình nói hàng của mình nó tốt đâu mà bản thân của mình là người sử dụng và cũng là người sửa chữa rồi cho nên mình thấy rõ cái linh kiện nó bên trong như thế nào. Để mình cho các bạn xem, đây là những chiếc đèn pin mà mình đang sử dụng nè. Đây là mẫu đèn pin đời đầu nữa các bạn, D25 đời đầu nè. Nó sẽ có bốn con ốc này nè. Đó, bốn ốc này thì nó hay bị rỉ sét cho nên nhìn nó xấu. Sử dụng được bình thường nha, mình xài được hơn 2 năm rồi và nó sử dụng trong những cái môi trường rất là khắc nghiệt trong xưởng cơ khí nè rồi trong xưởng mộc nè rồi đi mưa nè rửa với vòi nước thoải mái luôn nhưng mà nó không bị hư mà hôm bữa bị rơi cho nên là nó bị vỡ cái kính này rồi mình không dám ngâm nước nữa mà mình để sử dụng ở trên khô thôi còn về cái linh kiện bên trong của nó thì mình cũng đã thấy rồi nó rất là đơn giản thôi nó không có cái gì để hư cả và với cái công suất cũng không phải là quá lớn và nhiệt nó không có tỏa ra giống như là những loại đèn biên công suất lớn cho nên là nó cũng khá là bền chỉ cần các bạn đừng có giữ cho nó bị rơi xuống nước sâu hoặc là rơi ở độ cao thì các bạn sử dụng có thể là năm này qua năm nọ là chuyện bình thường nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho pin vào đây và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cũng như là đối chiếu cái ánh sáng của nó so với cái mẫu đèn pin D25SV2 xem nó có cái sự khác biệt như thế nào nha. Rồi cho pin vào đây. Đây là mẫu đèn pin D25SV2. Rồi. Tháo nó ra luôn cho dễ nhìn nè. Rồi so về cái con LED thì các bạn thấy là mẫu đèn pin D25SV2 thì con LED nó là LED SST40 thì quan thông của nó là 2004 còn đây là mẫu uh, sử dụng led Osram P8 quan thông là 1336 thì mẫu này á, quan thông nó ít hơn gần như là gấp đôi luôn nhưng mà nó gom sáng thì tốt nên là cái mẫu trên đây nè nó chiếu xa ngang ngửa dân này quang à, quan thông thì nó không lớn bằng nhưng mà nó chiếu xa thì ngang ngửa dân này nha về cái giao diện sử dụng á, thì nó có một cái điểm khác nhau duy nhất thôi đối với cái mẫu SST40 này nè thì nó có chế độ turbo nữa bởi vì nó sáng gấp đôi so với này nên là nó cần cách ly ra một cái cấp độ riêng để khi nào mà các bạn cần á, thì mới bật lên turbo còn khi nào không cần thì sử dụng cũng chỉ một ngàn mấy thôi chứ nó không đến hai ngàn tư lumen đâu nha nó không có liên tục hai ngàn tư đâu nha các bạn và các bạn có bật turbo hai ngàn á thì khoảng chừng 30 giây thì nó cũng sẽ giảm sáng để nó bảo vệ con led rồi bởi vì nó rất là nóng còn đối với phiên bản này một ngàn ba trăm ba mươi sáu là vừa phải nên là nó có thể chạy được liên tục và nó không quá nóng đến nỗi mà phải giảm sáng còn nói về cái chùm tia sáng thì mình sẽ bật lên hai cái đèn cho các bạn xem đây cả hai chiếc đèn đang là cấp 5 nha. Đây là cấp 5 là cấp maximum. Chưa phải là turbo nha. Thằng này thì không có turbo còn thằng này có turbo. Khi mà bật turbo thì thằng này có thể hơn này đấy. Nè, cho các bạn xem. Đó, nó sáng mạnh hơn tí xíu. Còn bình thường ở cấp 5 á, thì hai chiếc đèn pin này á cái cường độ ánh sáng của nó tại một điểm á, là gần bằng như nhau luôn các bạn. Nó chỉ có khác về cái độ lớn của cái chùm tia sáng thôi. Thì các bạn thấy cái mẫu bên tay trái mình đây nè. Đó, cái mẫu mà Osram P8 nè thì nó gom sáng rất là đẹp nó gom một chậm luôn còn cái mẫu bên tay phải mình đây á thì cái chùm tia sáng nó khá là lớn đấy các bạn so sánh này cũng thấy rất là rõ luôn mình kéo xa ra nè mình để gần lại nè đối với cái mẫu D25SV2 này, các bạn sử dụng ở tầm gần nó sẽ hiệu quả hơn bởi vì ánh sáng nó rộng còn khi nào các bạn đi săn đi câu cá gì đó cần chiếu xa gom sáng một chùm để kiểm soát ánh sáng tốt và không làm cho những con thú nó hoảng sợ thì dùng cái mẫu này nó sẽ tốt hơn nha về cái tầm chiếu xa thật ra thì hai mẫu này nó cũng như nhau thôi nó chỉ có khác nhau về cái chùm tia sáng thôi các bạn một bên là chiếu rộng một bên là chiếu xa mà thật ra thì thằng này muốn chiếu xa được giống như thằng này thì cũng được thôi với điều kiện là thằng này phải bật quang thông lên gấp đôi và chính vì vậy nó sẽ hao điện hơn về cái giao diện sử dụng của chiếc đèn pin này thì cực kỳ đơn giản luôn các bạn nó chỉ có ba chế độ thôi chế độ moonlight này chế độ tăng giảm sáng này và chế độ chớp tự vệ thì để bật cái đèn pin lên thì các bạn chỉ việc bấm cái công tắc thì trước đó các bạn tắt đi ở cấp độ sáng nào thì nó sẽ nhớ lại cấp độ sáng đó và nó sẽ bật lại đúng như vậy luôn nha. Để giảm độ sáng thì các bạn nhấn giữ để giảm độ sáng xuống. Và nó sẽ xoay vòng, nó có tổng cộng là 5 cấp độ và nó sẽ xoay vòng cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 và tiếp tục nhấn giữ nó sẽ quay trở về cấp 5. Đây, nó quay về cấp 5. Và các bạn hài lòng ở cấp độ nào thì các bạn buông công tắc ra thì nó sẽ nhớ cấp sáng đó. Và khi các bạn tắt nè, các bạn bật lại thì nó vẫn nhớ cái cấp độ đó nha. Rồi, ở bất kỳ trạng thái nào các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ bật chế độ chớp cho các bạn xem đây là chế độ chớp đây là chế độ chớp tự vệ nha rồi mình bấm hai lần nữa để qua chế độ SOS đây là chế độ SOS nha rồi mình bấm hai lần nữa để qua chế độ là beacon đèn hiệu ở chế độ này thì các bạn có thể dùng làm đèn cảnh báo chứa ngại vật gì đó dùng trong những trường hợp là các bạn muốn sửa xe ở ngoài đường để báo cho người ta biết là chứa ngại vật gì đó thì các bạn dùng cái đèn này sẽ rất là hiệu quả rồi bây giờ mình sẽ nói về cái chế độ Moonlight. Để bật chế độ Moonlight lên thì các bạn nhấn giữ công tắc. Nó sẽ bật lên một cái mức quan thông chỉ có 2 lumen thôi. Và chế độ này thì các bạn để chắc phải mấy ngày nó mới hết được cái viên pin này. Và các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn nhấn giữ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và một cái điều chắc chắn mà khách hàng sẽ quan tâm đó là cái thời gian sử dụng của cái mẫu đèn pin này trong từng cấp độ nó sẽ duy trì được trong khoảng thời gian là bao lâu và mình sẽ show lên trên màn hình cho các bạn xem mức thời gian sử dụng của từng cấp độ đối với một viên pin xịn nhất của bên shop mình đó là pin Panasonic 3400mAh thì từng cấp độ nó sẽ duy trì ánh sáng trong khoảng thời gian các bạn xem trên màn hình nha và những cái thông số mà các bạn đang xem ở trên màn hình đây là những thông số mà mình đo thực tế, mình cung cấp cho các bạn chứ không phải là thông tin của nhà sản xuất nha, mình không bao giờ tin vào cái thông số của nhà sản xuất mà mình phải tự đo và mình cung cấp cho các bạn. Và tất nhiên là nó đối với những cái viên pin có dung lượng 3400 mAh nha các bạn. Đây là pin loại tốt nhất của bên mình luôn. Nếu như các bạn mua những viên pin mà hàng đĩa ngoài chợ mười mấy hai chục ngàn một viên á thì chắc được hai phút là nó ngủm rồi cái đó là mình không chịu trách nhiệm nha còn những viên pin này thì đúng như cái thời gian mà mình đã công bố bản thân của mình đã trải nghiệm mình đo bằng máy mình tính ra nha rồi sau đây mình sẽ ra ngoài test cho các bạn xem về ánh sáng của hai chiếc đèn pin này nó có sự khác biệt như thế nào trong màn đêm thực tế nha sau đây thì mình sẽ so sánh cho các bạn xem về ánh sáng thực tế của hai mẫu đèn pin D25V2 sử dụng led osram P8 và D25SV2 sử dụng led SST40 nha mình sẽ thử trước cái con osram P8 đi D25V2 đây các bạn Trước đó mình đã từng review cho các bạn xem một mẫu đèn pin chuyên dùng để đi săn là cái con D10LV2 đó Thì con đó sử dụng con LED LH351D của hãng Samsung á Thì nó gom sáng rất là đẹp luôn Nhưng mà nó vẫn còn thua xa cái con D25V2 này nha Rồi bây giờ mình sẽ thử qua cái đèn pin D25SV2 LED SST40 đây nè các bạn LED SST40 hai con LED quan thông là 2004 nè Các bạn thấy là cái quan thông nó cực kỳ khủng luôn á So với một chiếc đèn pin đeo tráng thì như thế này là Phải nói là quá là thừa thải luôn á mình dùng không có tới đâu. Thực ra thì chỉ tầm ba là các bạn xài thoải mái rồi. Nhưng mà chiếc đèn pin này nó tán rộng cho nên là muốn chiếu xa được giống như con D25V2 này nè. Đây là D25V2 đây nha. Thì muốn chiếu xa được như con này á thì con D25SV2 á, phải bật maximum luôn, bật turbo luôn á thì nó mới chiếu xa được như thế này. Đây mình thử lại một lần nữa con D25SV2 nè. Đấy các bạn thấy không? Nó sáng rất là rộng. Sử dụng ở tầm gần thì rất là ok nhưng mà muốn chiếu xa thì phải bật turbo thì nó sẽ rất là pin nha và theo đánh giá của cá nhân mình thì đây là những cái mẫu đèn pin được thiết kế ưu tiên cho cái sự tối giản gọn nhẹ và các bạn có thể đeo được thoải mái không bị nhức đầu vì vậy nó sẽ còn một số mặt hạn chế các bạn muốn nó gom sáng đẹp hơn giống như những cái mẫu đèn pin ở ngoài chợ thì nó cũng không được nó bởi vì cái body nhỏ xíu à cái chó đèn bé tí như thế này thì nó không có gom sáng được tốt thì cái đó cũng tùy vào nhu cầu của khách hàng thôi Thí dụ như các bạn ưu tiên cho cái sự nhỏ gọn nhẹ bền bỉ và đeo cho nó thoải mái Thì đánh đổi lại là cái chó đèn nó nhỏ thì nó sẽ không gom sáng được hoàn hảo giống như những cái đèn mà các bạn mua ngoài chợ Điều đó là tất nhiên là nó đâu thể nào khẳng định luật vật lý được Và cái mẫu D25V2 hiện giờ là gom sáng tốt nhất trong những cái mẫu đèn pin của bên shop mình nha yeah.